Quá nhiều cô cho Jin ăn đấy, thấy rồi đấy. Em ạ, đấy, quả đủ mấy cái này nữa. Đây là bữa 2 của Jin nè cô. Bữa 2 bữa mấy đây? Hả? Bữa số mấy của Jin? Bữa thứ 2. Bữa thứ 2 của Jin đấy. Quay đi cho anh xem này. Nhai ngon quá nhờ. Đấy, ăn từ tối. Thứ 2 của Jin đấy. Sáng cho ăn từ đấy rồi. Ngày chưa ăn nhiều bữa à? Ngày chưa ăn 2 bữa. Bệnh nhân đặc biệt. Hôm qua anh có đến thăm không cô? Hôm nay của Jin có, hôm qua anh chồng đến xem mà úi dồi, cả đằng sau đẹp rồi. Úi dồi. Ơi bé rồi, sướng quá, hai vợ chồng là Jin. Từ 5 ngày. Jin. Từ 5 ngày. Đấy, bảo hôm qua không ăn, hôm qua cũng ăn từ sáng nay, ăn từ chuẩn từ này, bây giờ là bữa thứ 2. Hình con mèo trong kia. Nước. Con mèo trong kia nhìn. Đấy, có ghi đây. Có ghi. Tí nữa em sẽ...